Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Thấm thoát thì chúng ta cũng đã đến chuẩn bị đến cái Tết giữa năm rồi. Tết Đoan Ngọ đó thì chúng ta chỉ còn vài tháng nữa là cũng chuẩn bị cập rập vào cuối năm. Những cái lứa mai như thế này là một trong những cái lứa mai mà để cho cô chú anh chị các bạn có nhu cầu ta mua về chơi Tết rất là phù hợp nha. Đây cả nhà này, mai lùng này. Mai lùng đẹp nha. Thì cái lô mai lùng này nó có tới mấy trăm cây là cả nhà. Mấy trăm cây mai lùng như trên màn hình của chú anh chị các bạn đang thấy này. Cái size đây là cái size khoảng độ khoảng khoảng đây này. Cái ngón tay cái của em này. Này, to hơn ngón tay cái nha, mà đang có đế này cả nhà này. Đang có củ đế này, đó cả nhà xem đó nha. Đó, trên này là lùng đẹp nha. Chảo lùng đẹp nha. Cái lô mai giáo lùng đẹp em muốn giới thiệu tới cô chú anh chị các bạn. Nếu như cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Đây. Rất là nhiều những cây mai lùng rất là đẹp đây này. Đây. Đây nha, cả nhà, rất nhiều luôn nha. Cho nên em quay mang tính chất là quay giới thiệu lô thôi chứ không quay chi tiết từng cây. Còn khi khách hàng có thiện chí thì chúng ta có thiện chí để người ta thích cây nào người ta lấy cây đó nha. Đây cả nhà này, nó quá nhiều để cho chúng ta lựa chọn luôn á. Đây này. Do là bây giờ nó không có mặt bông nữa cả nhà. Chứ khi mà nó nở bói một cái đèn quay nó rất là đẹp. Khi mà nó có mặt bông là nó đẹp lắm mà bán nó nhanh lắm cả nhà. Cho bây giờ là không có mặt bông á. Em chỉ mang tính chất là quay giới thiệu cái lô này thôi. Đây để cho cô chú anh chị các bạn xem này. Lùm rất là đều nha. Lùm này. Chi tàn đều. Rất là phù hợp để cho cả nhà chúng ta mua về chúng ta chơi những cái Tết sắp tới đây nha. Đây này cả nhà xem này. Cái lùm này. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Cái này mà nếu như cô chú anh chị các bạn mua về thả đất đây này, có đế này, em coi cho cô cả nhà coi đế này nha. Đó, đế này có rễ này nha. Đấy, cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Hình như cái cây này nó đang có bông rồi cả nhà này. Thì con cây nó đang có bông rồi. Bông mà nó ấy rồi, héo rồi cả nhà, bông héo rồi. Bông rụng này. Cái lô này cả nhà này. Rất là nhiều cây này cả nhà. Đây này. Bông là bông hai lớp nhưng mà đều nó rụng. Nó rụng cả nhà. Cho cả nhà xem này. Cái đây hình này nó cũng mới vừa nở bói hay sao cả nhà. Cũng có cây nó cũng mới vừa nở xong. Giảo zin nha cả nhà. Giảo là giảo zin luôn đó. Đó, để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng xem nha. Đây. Thích cây nào người ta mua cái đó nha cả nhà. Đó. Đây cho cô chú anh chị và các bạn xem này. Lô này là Tết này chúng ta chơi rất ok luôn nha. Không có lo gì nha cả nhà. Chúng ta ví dụ có điều kiện chúng ta mua một cặp này thôi. Đây này, ta thấy này, cái cây đây là cái bộ đế này cả nhà. Cây này thì bị sâu độc thân mất rồi. Nó bị sâu độc thân rồi nhưng mà có bộ đế này cả nhà này. Cái này thì chắc chắn em không ai mua cây này đâu, nhưng mà em nói là cái lô này là có đế, muốn giới thiệu là cái bộ đế đó cả nhà. Em muốn giới thiệu là cái lô mai này nó đã có đế rồi, để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng xem. Đó. Chỉ cần nó nở bói ra thôi em quay được cả nhà thấy cái mặt bông được mà điều. Đối với mai thì xã Nhơn tỉnh Bình Định thì bây giờ cái mặt bông nó rất là chuẩn nha cả nhà. Cúc mai ở mai giáo rất chuẩn. Vì là các nhà vườn họ chọn những cái cây rất đẹp để họ làm giống và trồng từ hạt nha. Đây cả nhà xem này. Đều này. Đây này, cổ này. Cổ là phải mòi xuống nha cả nhà. Cổ phải mòi cho nó cái cổ cây đây thì nó sâu xuống dưới à. Đây này, sâu dưới lớp dưới này có cổ này. Và cả nhà thấy không? Đó, mãi xuống dưới đây mới có cổ rồi nha. Đó, nó nằm sâu dưới á cả nhà. Chi tàn rất là đều nha. Rất là ok này. Ta mua về chúng ta chăm sóc và chúng ta chơi. Tết nó nở bông rồi cô chú anh chị các bạn khỏi mất công chúng ta đi mua rồi đó. Cây này cả nhà thấy chi tàn đều chưa? Chi tàn rất là đều này, này đều này, được nhín nha. Bởi vì bây giờ thì cô chú anh chị các bạn mua, khách hàng mua chúng ta chọn lựa rất là dễ nha. Bởi vì nó không có bông thôi chứ tốt là chúng ta bị cuốn vào cái mặt bông. Chúng ta thấy cái bông nó đẹp quá là chúng ta không có quan tâm gì tới chi tàn nữa. Đây cả nhà xem này. Còn bây giờ là cả nhà chúng ta xem này. Những cây mai giáo zin nó có hạt đây cả nhà này. Có luôn này.
Tết là nó nở cái là chúng ta thấy mặt bông nó đẹp, chúng ta quên luôn là quên coi chi tàn cây luôn. Cho nên buổi Tết là nhà vườn họ bán rất là dễ, là vậy đó cả nhà, khách hàng mua rất là nhanh. Còn bây giờ thì do nó không có bông nên chúng ta lại quan tâm tới chi và tàn của cây này. Cây nào đều đẹp mà, ví dụ cây này nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đều này cả nhà, đó xinh xinh mà chi tàn rất là đều rất đẹp. Cao được khoảng tầm trên 1 mét hết đấy cả nhà, còn nó là khoảng 10/10 nha cả nhà. Đây, đồ này rất là nhiều để cho cô chú anh chị các bạn có thể lựa này. Đây này, đây là cả nhà xem này. Đấy, chi tàn. Đây này, đế này cả nhà này, cả nhà thấy đế không? Đế đó. Đế đó. Tất cả các cây này đều có đế này, chứ cần trồng cơi lên là chúng ta thấy có bộ đế đó. Cái lô mai này nó là như vậy này cả nhà, lô mai này bắt đầu nó có đế, chứ cần chúng ta trồng cơi lên là nó có, là có đế đẹp rồi. Đó, còn chú phải chỉ các bạn chúng ta cùng xem này. Ai thích lấy cái cây đế đẹp này cứ nhắn tin cho em đây. Cây này này, nó zin đây này, zin đây nó có hạt luôn cả nhà này, rất nhiều này cả nhà, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo cái lô mai giáng lùm này nhé. Lô mai giáng lùm Tết này, cái này là sẽ tướng đi ra chợ hoa xuân nha. Để em nói là cây nào nó cũng có củ đấy, ví dụ như cái cây này nhỏ 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 này, nhưng mà chúng ta thấy cái củ này đây nha, nhỏ 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 xinh xinh vậy thôi cái này, chúng ta xem củ này để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo nha. Rất là đẹp nha, để cho chúng ta lấy xuống tiền. Và em cũng báo giá luôn cho cả nhà, lô này là 450 một cây em bao ship nha, 450k một cây em bao ship. Còn chú anh chị và các bạn có thiện chí được cứ nhắn tin gọi điện cho em, như cây này thiếu gì đẹp nè cả nhà, cây này quá trời đẹp luôn nha. Này, đây là em chưa bươi đến cái củ nha, bươi quay ở trên rồi nha. Đây ví dụ cái cây nhỏ nhỏ này, đây này có búp này cả nhà này, có búp này, búp này, này chuẩn bị nở bông này, búp này cả nhà, búp này, đó, này cả nhà xem có búp của nó, đó, búp này, chuẩn bị nở bông rồi, bông này bông bói thôi, bởi vì lâu lâu nó có những cái bông bói như cả nhà, đó, cho cô chú các chị các bạn, cái lô mai này nó đều có củ như cả nhà, đó, đây chồng ta cơi lên là có củ, hiện tượng đây có thể là do thừa nước thì cả nhà. Hiện tượng đây có thể do thừa nước này. Đó. Đây này, thì chúng ta tưới giảm nước lại nha. Hoặc là có một số nhà vườn nói là đem ngắt cái lá này đi để cho nó đâm ra cái lá mới. Giảm nước lại, chúng ta tưới dư nước thì nó không bị cái hiện tượng nó nha. Các nhà xem này. Đây, ok chưa các nhà. Đấy, em giới thiệu lô thôi nha. Lô với rất nhiều này, các nhà xem này. Quá trời cây như thế này thì biết cô chú anh chị tha hồ cho đây chúng ta chọn này. Ví dụ như cái cây này thiếu gì đẹp này cả nhà. Đây này, chúng ta sửa lại chút này, đế này. Sửa đá cái chi này vào đây chút này. Đẹp. Đế này cả nhà này. Cơi lên là đế nó sẽ đẹp này. Chúng ta chỉ các bạn nhìn cơi lên là đế nó sẽ đẹp. Tất cả các cái cây trong cái lô này đều có củ đế nha cả nhà. Đều có củ đế nha. Để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo nhé. Đây này, đẹp chưa? Đó. Để trồng của chúng ta tạo thêm nha. Để trồng của chúng ta uốn chi uốn cành thêm, tạo thêm cho nó đẹp. Hiểu ý của mình, cái nhà vườn là phải hãm chiều cao này cả nhà này. Cây nó cao quá là nhà vườn phải hãm chiều cao này, hãm này, hãm chiều cao này, không để nó cao lòng vòng này. Đó. Để cả nhà xem nha. Thì với cái lô này nó đều có đế nha, thì em rất soi rất là nhiều đế cho cô chú anh chị và các bạn rồi, đều có đế nha. Đó. Có tới mấy trăm cây luôn rồi cả nhà, tha hồ lựa chọn, tha hồ lựa chọn được cái cây mà chúng ta yêu thích nha. Đây này, giáo zin nha cả nhà, giáo zin này, có hạt luôn á, có bông và có hạt luôn này, bông có búp có hạt, cái đây của nhà bông bông bói này cả nhà này, mà đây nó mới này. Hay là chưa? Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha.
chúng ta có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Số điện thoại của em là 0836013528, em dùng chung cho cả Zalo luôn nha, cả Zalo và cả số điện thoại nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha cả nhà. Khách hàng cứ thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Đây chúng ta sở hữu một vài cây nha, có thiện chí là mua một vài cây về chúng ta chơi nha. Kính chào tạm biệt cả nhà nha, kính chào tạm biệt.